Lạc Long Quân bị thương, nhưng bệnh ngày càng nặng hơn. Bà Âu Cơ vô cùng lo lắng, các hoàng tử ngày đêm túc trực bên vua cha. Thần Long Nữ xuất hiện. Sùng Lãm, mau tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy đi con. Số trời đã định, không ai dám cãi. Nay dương thọ của con đã hết. Mau theo ta về thủy phủ. Con xin nghe theo lời mẫu hậu dạy. Nàng hãy đưa con trai trưởng Hùng Quốc lên làm vua, đóng đô ở Phong Châu. Nơi đó đất lành, quanh năm mưa thuận gió hòa, sẽ an cư lạc nghiệp. Các con hãy hòa thuận giúp đỡ nhau dựng nước và giữ nước. Ta đi đây. Âu Cơ nghe theo sự sắp đặt của chồng là Lạc Long Quân. Bà đưa con trai trưởng tên Hùng Quốc lên nối ngôi tại kinh đô Phong Châu. Ta là Hùng Dương thứ nhất, Quý là Hùng Quốc, họ là Hồng Bàng, quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Ta chia nước ra 15 bộ, dưới sự cai trị của các lạc hầu, lạc tướng. Kể từ đó, người dân Văn Lang được sinh sống yên bình dưới sự cai trị của các vua Hùng. Đô Phong Châu là Phú Thọ ngày nay. Con trai các vua Hùng được gọi là Lan, con gái là Mỹ Nương. Cha mẹ xuống chợ, buổi trưa sẽ đem cơm cho con. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già không có con cái. Họ cầu xin thánh thần để có một đứa con. Ít lâu sau, người vợ có thai và sinh được một cô con gái. Thế nhưng cô con gái chỉ bé như ngón tay út, vợ chồng đặt tên là nàng Út. Tuy bé xíu, nhưng nàng Út rất chăm chỉ, hiếu thảo, lúc nào cũng tìm cách làm việc để phụ giúp cha mẹ. Thợ săn, chúng ta mau trốn đi. Hôm nay đi săn tệ quá. Hoàng tử đừng vội, có khi tại hôm nay trời nóng quá. Người nói ta mới nhớ là đang khát. Quanh đây hẻo lánh. Bẩm hoàng tử, thần chỉ thấy một rẫy dưa, hay là ta hái dưa ăn đỡ? Ngươi đi tìm chủ vườn, xin mua trước hẳn hái, không nên tự ý hái trộm của người ta. Dạ. Anh chàng này là ai vậy? Trâu hả? Một chú trâu. Chủ của mày đâu? Đồ ham ăn. Bẩm hoàng tử, hoàng tử à, thần không tìm thấy chủ vườn. Thần hái một trái ăn đỡ, rồi chúng ta sẽ để tiền lại cho họ. Vậy có vẻ không hay lắm. Hoàng tử đừng có lo, để thần chịu trách nhiệm. Dạ, mời hoàng tử. Quả là dưa ngon ngọt, chủ vườn này khéo tay quá. Ngươi cũng ăn cùng ta cho vui. Dạ, hoàng tử dùng xong rồi thần mới dám. Ta cho phép.
Dạ bẩm tam hoàng tử, tìm được ngài rồi. Chuyện gì vậy? Dạ bẩm hoàng tử, mau hồi cung, bệ hạ bị ngất xỉu rồi ạ. Cái gì? Người thì đẹp trai, mà ăn uống thì... Hái dưa nhà người ta ăn không trả tiền, mà còn bỏ dở như vậy, phí phạm quá. Phụ quan, phụ hoàng sao rồi các huynh? Tam đệ, để nói nhỏ một chút đi. Phụ hoàng đang thiết triều thì té khuỵu xuống. Thấy y nói là phụ hoàng... Chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ thôi. Phụ hoàng, người khoan hãy ngồi dậy. Ngồi dậy. Phụ hoàng, người cứ nằm đi. Các ngươi đừng rối lên nữa. Ta có làm sao đâu. Bẩm bệ hạ và các hoàng tử, mấy hôm nay người thức khuya lo việc triều chính nhiều quá nên thần khí không thông. Phụ hoàng, người nên san sẻ việc nước với chúng con để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Để nói như vậy là đang muốn bảo phụ hoàng nhường ngôi đó sao? Các hoàng huynh đừng nói nữa, để cho cha nghỉ ngơi. Vấn đề biên cương của chúng ta đang rất nghiêm trọng, ta chưa có cách giải quyết. Cha, làm cách nào để chúng ta có thể giữ hòa khí, đừng xảy ra chiến tranh? Giữ hòa khí làm sao được? Chúng ta chinh phạt chúng đi phụ hoàng. Hoàng huynh, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng đao kiếm được. Đúng vậy, ta muốn tìm cách vẹn toàn để giải quyết êm đẹp. Ê, phụ hoàng, xin hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù gì người cũng có ba anh em tụi con mà. Chúng con sẵn sàng bảo vệ đất nước với bất kỳ giá nào. Chỉ cần ba anh em con đoàn kết thì ta đã yên tâm một nửa rồi. Trời ơi, no quá, đi không nổi nữa. Út à, con đâu rồi? Nghỉ tay ăn trưa nè con. Cha ơi, con ở đây. Khoan đã cha ơi, chắc con không ăn trưa nổi đâu. Con mới ăn gần hết một trái dưa hấu, no quá à. Ăn dưa mau no, nhưng làm việc một chút sẽ đói lại thôi. À, mà nhà mình năm nay dưa có ngọt không con? Dưa ngọt lắm cha, nhưng vì có kẻ đến hái trộm dưa, ăn xong bỏ dở lại, nên con tiếc quá ăn hết. Có người tới trộm dưa sao? Họ có làm gì con không? Con có bị sao không vậy? Con sợ họ nhìn thấy nên đã trốn đi cha ạ. Họ đi rồi con mới chui ra. Con gái cha nhỏ nhưng mà rất thông minh, cha mẹ cầu xin mãi mới có được con đó. Cha mẹ cầu con như thế nào vậy cha? Lúc đó cha mẹ đã lớn tuổi mà chưa có mụn con nào, nên mẹ của con đã đi khắp các đền chùa để cầu tự, đi hơn cả chục đền miếu để cầu tự rồi. Bà có mệt không? Không ông à, phải bày tỏ tấm lòng thành thì trời đất mới chấp nhận. Cúi lại thần thánh ban phước cho chúng con một đứa con, trai hay gái gì cũng được, xấu xí hay nhỏ bé cũng được. Vì chúng con ngày một già mà không có tiếng trẻ thơ, thật là hiu quạnh. Thôi con ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mùi đồ ăn mẹ làm thơm quá cha ơi. Cha ơi, con không ăn trứng đâu, mùi khó chịu quá à. Sao vậy? Bình thường con thích ăn trứng lắm mà. Hay là con ăn no quá rồi? Út à, Út, con có sao không? Cha, mẹ. Con nằm xuống nghỉ một chút đi con. Con thấy trong người thế nào? Con không sao đâu mẹ. Sao trong cha mẹ có vẻ buồn vậy? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Con gái à, hồi nãy con ngất xỉu, cha mẹ lo lắng quá nên mời thầy Lang đến khám cho con. Con có bệnh gì không? Sao cha mẹ lo lắng quá vậy? Thầy Lang đến khám
nói con có thai rồi. Cha, mẹ, vậy là sao? Có thai là sao? Là con có một em bé đang lớn lên trong bụng đó. Nhưng mà con, sao con lại có thai được chứ? Cha cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được. Con à, giờ chuyện đã rồi, cha mẹ sẽ lo cho con và đứa bé. Cha mẹ cầu tự mới có con, giờ có thêm cháu ngoại, vui còn gì bằng. Biết đâu đứa cháu này cũng chính là thánh thần ban cho nhà của ta thêm ấm áp, bù đắp cho những tháng năm buồn bã trước kia. Nàng Út có thai, tam hoàng tử ở trong cung thì bỗng thấy bồn chồn không yên, như nhớ thương một điều gì đó vô hình mà chính hoàng tử cũng không rõ. Bẩm hoàng tử, xin mời dùng trà. Cả ngày nay hoàng tử không ăn uống gì cả. Người đang lo cho nhà vua sao? Ừ, ta lo lắng là một chuyện, nhưng mà không hiểu sao hôm nay ta cứ bồn chồn không yên, như nhớ thương một ai ở nơi xa mà không rõ. À, hay hoàng tử đã tương tư một cô thôn nữ nào? Thôi, chắc là không có gì. Ta chỉ cảm thấy nhớ cái ruộng dưa đó. Cảm giác ăn dưa sao mà ngọt quá. Nếu hoàng tử muốn ăn dưa thì không thiếu, để thần đi lấy ngay. Không không, ngươi không hiểu được ý ta đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Gần đây á, vua cha phải một mình đối mặt với quá nhiều vấn đề, ta vô dụng, không giúp được cái gì hết, nên cũng có chút băn khoăn. Dạ, nhưng hoàng tử không nên tự làm khổ mình. Người phải mạnh khỏe thì mới tính chuyện khác được chứ ạ. Xin người hãy ăn chút gì đó. Một phần ta ăn cũng không thấy ngon miệng. Giờ ăn thì cũng nhớ đến lúc ăn dưa ở vườn đó. Trời ơi, ruộng ấy nhà ai? Tôi phải điều tra, tôi phải trị tội kẻ trồng dưa bỏ bùa hoàng tử. Thôi thôi, ngươi cứ hay làm quá lên à. Ta chỉ có cảm giác rất lạ là hình như ở đó có... Có gì hoàng tử? Hình như là một cô gái nhỏ bé. Không được rồi, lẽ ra tam hoàng tử nên nghĩ đến công chúa của đại quốc thì mới phải. Công chúa Cẩm Tú đang luyện kiếm. Dạ, bẩm công chúa. Miễn lễ. Bẩm công chúa, có tin báo các nước tiểu quốc đang liên minh đe dọa biên cương của nước láng giềng. Điều đó đã nằm trong tính toán của ta cả rồi. Vậy bên nước láng giềng có động tĩnh gì chưa? Bẩm, nghe nói họ cho sứ thần đi các nước để thương nghị hòa bình, nhưng đồng thời cũng gửi sứ sang đại quốc của chúng ta. Vậy cha ta nói thế nào? Đức vua có ý muốn liên minh bằng cách gả công chúa cho tam hoàng tử của nước láng giềng đó. Tốt, tam hoàng tử là người có khả năng kế vị cao hơn hẳn. Lấy được tam hoàng tử, việc sáp nhập hai nước làm một sẽ diễn ra thuận lợi. Đại quốc ta sẽ vừa có binh hùng tướng mạnh, vừa thu được sản vật từ vùng đất màu mỡ của nước láng giềng. Bệ hạ gia lâm. Các khanh bình thân. Tâu bệ hạ và các hoàng tử, năm ngoái các tiểu quốc có ý định liên minh với nhau chống lại chúng ta, còn đại quốc láng giềng thì không muốn ủng hộ chúng ta. Nhưng sau một năm thần đi sứ các nước, họ đã đồng ý liên kết dựa trên một cuộc hôn nhân. Ta hiểu ý khanh. Vì vậy, hôm nay ta muốn ra tuyên bố hôn sự của tam hoàng tử. Phải rồi, chỉ còn tam đệ là chưa lập gia đình. Lần này lấy công chúa là nhất đệ rồi đó. Vì các nước đều có công chúa đến tuổi cập kê, nên ta muốn mở một lễ hội kén vợ. Tam hoàng tử sẽ gặp mặt các công chúa đến từ các nước để chọn một người làm vợ. Các khanh thấy thế nào? Bệ hạ anh minh. Bệ hạ vạn tuế. Vạn vạn tuế. Cảm ơn người đã động viên ta. Nhưng cưới xin là chuyện đại sự, ta không muốn lấy một người ta không yêu đâu. Tam đệ, sao đệ lại nói vậy? Công chúa cao quý, ai mà không muốn lấy? Trên đời chắc chỉ có đệ chê thôi.
Ba anh em ta chỉ có để lấy được công chúa, thấy vợ của hai ta không? Chỉ là tiểu thương nhà quan tầm thường. Chàng nói thế là đang chê thiếp sao? Ui da. Đâu có. Vợ của Tam Đệ mà là công chúa đúng là hơn các nàng, nhưng cũng là em dâu của chúng ta thôi. Đa tạ anh chị đã quan tâm đến đệ. Đệ hiểu trách nhiệm của mình. Chỉ là... Trừ phi đệ đã phải lòng người khác, chứ nếu không thì đây hoàn toàn là điều tốt đẹp. Thật à? Cũng có thể lắm. Tam hoàng tử hào hoa phong nhã, văn võ song toàn thế này, thiếu gì các tiểu thư khuê các để mắt. Đúng rồi. Biết đâu một ngày nào đó, một cô gái xuất hiện cùng đứa trẻ tự xưng là vợ con của Tam Đệ không chừng. Không có đâu, anh chị đừng nói quan cho đệ. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt ngờ cho nàng rửa chân. Út con, mẹ đem thức ăn đến cho con đây. Mẹ mới đến. Con mau lại ăn cơm đi. Thằng cháu ngoại của bà ngủ rồi sao? Dạ, trộm vía, thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. Cực cho con rồi Út ơi. Mẹ thì nhỏ bé, lại phải chăm đứa con to gấp 5 lần mình. Không cực đâu mẹ. May mắn là đứa bé được như người bình thường. Thằng bé kháo khỉnh quá. Mẹ ơi, vừa đã thu hoạch được rồi đó ạ. Vậy thì tốt quá. Nhà vua ban lệnh sẽ mở hội kén vợ cho Tam hoàng tử. Nhiều người sẽ đến xem hội đó con. Hay quá. Chúng ta sẽ bán được nhiều dưa. Ừ. Ngày mai hai cha con đem dưa xuống làng mà bán, để mẹ trông cháu cho. Con sợ đi sẽ gây phiền phức cho cha. Con đừng có nghĩ vậy. Lễ hội đông người, không có ai để ý đâu. Với lại cha con cũng cần có người phụ giúp. Dạo này mẹ già yếu, đi tới đi lui không có tiện. Con xem, mẹ đã may cho con một bộ quần áo mới để đi hội rồi nè. Con cảm ơn mẹ. À, con cũng có quà tặng mẹ. Con may áo cho mẹ nè. Mẹ có thích màu này không? Con tự may đi sao? Dạ, lúc rảnh con không làm gì nên... Con tôi giỏi quá. Mẹ thích lắm. Cải xanh đây, cải xanh đây. Bánh nướng đây, bánh nướng. Cải xanh mới hai đây. Bà con ơi, bánh nướng thơm ngon đây. Bánh nướng đây, ghé mua nướng đi. Cải đi thứ hai. Ngoài mặt áo xanh, bên trong bình đỏ, quả tuy tròn nhỏ, lại lấy hạt đen, người nếm thử xem, ngọt ơi là ngọt. Chà, lời rau dễ thương quá. Ủa, mà sao không thấy người rau ta? À, có phải tiếng rau từ hàng của ông không vậy? Tiếng dễ thương quá trời, đâu phải ông này. Đúng vậy, chính là tôi đang rau bán dưa cho cha tôi. Chà, trời ơi, người đâu mà nhỏ xíu hà. Ủa? Con biết làm trò nữa đây nè. Trời ơi, thiệt là một đứa nhỏ đặc biệt mà. Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tuyển có gần 20 cô, có nước đưa tới 3 công chúa. Thì Tam Đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy? Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì? Ta là con trưởng,
ngôi vua chừng nào mới tới lượt tam đệ? Thôi hoàng huynh bớt nóng, huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng nhưng trước giờ tam đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ tam đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải, xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân, còn tam đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho tam đệ ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào? Ta đệ có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, huynh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết tam đệ? Chứ sao? Thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân tam đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng. Các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy. Nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi. Đệ thật thông minh. Lấy từ cái này thứ hai, mua giùm đi. Mua giùm bánh nướng đi chú hai thứ hai. Dạ nữa. Cha con nhà này từ xứ nào đến đây bán dừa? Đứa con gái ngoại hình bé xíu kỳ lạ. Các ông các bà từ xa tới, coi chừng bị cha con nó lừa đấy. Dạ nữa. Không phải như vậy đâu. Cha con tôi là người lương thiện, vợ chồng tôi không có con, cầu khẩn lắm mới sinh được đứa con gái hiếu thảo này đó. Lương thiện, hiếu thảo? Vậy sao không thể làm người bình thường? Mấy người thôi đi, không được bắt nạt con của tôi. Vậy cha con ông có phải là người bình thường không? Đến đây có âm mưu hãm hại ai không? Tại sao ngoại hình con ông nhỏ bé kỳ dị vậy? Các người mau tránh đường. Các người mau đi khỏi đây, không được bán hàng ở đây nữa. Kẻ nào dám ném ta? Dạ, xin ngài tha cho tôi. Kẻ hạ dân hèn kém định ném hai cha con nhà kia, không ngờ lại trúng ngài. Các ngươi làm gì mà tụ tập chặn cổng thành vậy hả? Định gây rối sao? Ngươi là ai? Sao dám khua gươm ở chợ vậy hả? Người đâu? Lôi hắn về xét xử. Ta là cận vệ của công chúa Cẩm Tú từ Đại Quốc đến đây. Ta chính là công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc, theo lời mời của nhà vua đến đây cầu thân với tam hoàng tử của đất nước này. Vừa đến cổng thành thì những người này gây rối, không để chúng ta vào. Viên quan này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào? Dạ bẩm thần hạ thần. Công chúa Đại Quốc. Công chúa đến mà hạ thần chậm trễ nghênh tiếp, xin thứ tội. Đứng lên đi, đừng dài dòng nữa, mau xử lý chuyện này cho ta còn đích hoàng cung. Dẫn hết đám gây rối này về xét xử cho ta, dẹp luôn cả xe dưới kia nữa. Út à, đừng con, đừng làm như vậy. Tí Hon, lại đây. Xin công chúa hãy tha tội cho đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã già, xin hãy xử tội tôi và tha cho con bé. Tí Hon, người dũng cảm lắm. Việc tôi làm tôi chịu. Bọn họ đánh phá việc bán dừa của cha con chúng tôi, nên tôi đáp trả lại thôi. Người cứ phạt tôi mà tha cho cha già của tôi. Được, ngài hãy tha cho hai cha con nhà này, nhưng còn lại phải xử phạt thế nào để đại quốc ta thấy hài lòng đó. Lính đâu, gom hết bọn chúng về công đường, phạt 50 roi cho ta. Xe dư của hai cha con này cũng xung công luôn. Dạ.
Ủa sao chị đánh của chúng tôi mà tha cho hai cha con đó vậy? Ờ phải đó, hai cha con này đúng là xui xẻo mà, ai dính vào cũng ăn quả. Hãy đi khỏi đi đi. Ê, mau thu dọn hàng mau lên. Kiểu này muốn cái gì nữa, mau mau. Ta lệnh cho nhà ông phải đi biệt xứ, không được đến đây nữa. Vì các ngươi mà xém chút nữa chúng ta đắc tội với đại quốc. Nếu bọn họ nổi giận thì ai gánh nổi hậu quả đi hả? Các ngươi còn không đi, ta sẽ trị tội đó. Hoàng tử à, sao giờ này người còn chưa thay áo ra tiếp các đoàn sứ thần mà còn ngồi ở đây? Người bị mệt sao? Ta không muốn ra đó đâu. Phụ hoàng nói ta lấy ai á thì ta lấy người đó. Không phải bệ hạ cho hoàng tử tự chọn hả? Ở ngoài đó có rất nhiều người xinh đẹp sang trọng quý phái, như là một vườn hoa đủ màu vậy. Cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là lấy được người có thế lực mạnh nhất thôi, đâu có phải lấy người ta thích. Cho nên ta đến cho có lệ, chứ đâu có quyết định được gì. Người không có nói vậy được. Là người đích thân tuyển lựa thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai? Ha? Người đâu? Có thích khách? Ha? Hoàng tử, khoan đã. Các người mau đuổi theo tam hoàng tử. Chết ta rồi. Mau bẩm báo bệ hạ. Bẩm công chúa, lúc nãy người thích con bé tí hon đó sao? Ai cũng bị phạt mà ta lại tha cho một đứa thì mọi người sẽ ghét đứa đó. Thần chưa hiểu. Trông cô ta tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải xấu xí. Về nhan sắc có khi lại là đối thủ của ta đó. Tốt nhất là để cô ta đi khuất mắt ta. Dạ, công chúa thật biết nghĩ sâu xa. Người mặc áo xanh vừa làm rơi thứ gì đó, đem lại đây cho ta. Bẩm công chúa, ngọc bội này không phải tầm thường. Người đó lẽ nào là hoàng tộc? Người âm thầm bám theo, không được ra mặt. Tất cả về báo cáo cho ta. Dạ. Tiểu Luân, ngươi có sao không? Xong nhiệm vụ rồi, chúng ta mau quay về thôi. Để hắn ở đây vậy sao? Không có vấn đề gì đâu, vết thương nhẹ thôi, có thể cầm chân hắn ở đây vài ngày. Được rồi Tiểu Luân, được rồi. May mà chỉ sượt qua, nhưng mà cũng cần băng bó một chút. Cái chân ta. Bây giờ làm sao về cung được đây? Phía trước có người à. Đi thôi, chúng ta qua đó coi thử, có thể xin tá túc một đêm được không?
Sao mình lại nhỏ bé thế này? Tại sao mình chỉ đem toàn rắc rối cho cha mẹ? Lẽ nào mình bị trời phạt thật sao? Ây da, ây da. Hòa điệp tiên nữ, cuối cùng em cũng tìm được chị. Mừng quá, mừng quá. Bạn là ai? Chị không nhớ em hả? Em là Điệp Nhi, chị từng chăm sóc em trên thiên đình đó, chị nhớ chưa? Phải rồi. Khi chị xuống trần thì không còn nhớ gì chuyện trên thiên đình nữa. Không sao, để em kể lại cho chị nhớ. Dạ, xin mời. Ôi, hôm nay vui quá. Điệp Nhi, em mau quay về đi. Đây không phải tiền em có thể vào đâu. Em sẽ hóa thành vòng tay của chị, sẽ không ai biết đâu. Ôi chào, em làm khó chị quá đi. Được rồi, phải ở yên trên tay chị đó, biết chưa? Ôi, mùi rượu hoa mai thơm quá. Con bướm này ở đâu ra vậy? Bẩm Ngọc Hoàng tha tội, đây là Điệp Nhi trong giường của hạ thần. Hay cho Hồ Điệp tiên tử, quản thuộc hạ không nghiêm, làm đổ rượu xuống trần gian, người có biết tội không? Dạ, là lỗi của hạ thần, thần xin chịu mọi hình phạt. Xin Ngọc Hoàng tha tội, là lỗi của con. Người có biết khi rượu thiên đình đổ xuống trần gian sẽ làm chao đảo thế sự, có thể tạo ra chiến tranh khiến dân tình lầm than hay không? Bẩm Ngọc Hoàng, rượu đã đổ xuống đại quốc, làm đại quốc hùng mạnh lên sẽ đe dọa các nước láng giềng. Vừa hay, ở nước láng giềng có một cặp vợ chồng đang cầu xin con. Hay chúng ta cho Hồ Điệp tiên tử xuống trần làm con của họ, sau này sẽ giúp đỡ triều đình tránh khỏi loạn binh đao. Cũng được, nhưng ngươi phải hóa thành tí hon, bị nhiều khó khăn thử thách, giúp ổn định hòa bình thì mới được trở lại hình dáng cũ. Đội ơn Ngọc Hoàng, hạ thần sẽ giúp sức đền tội. Thưa Ngọc Hoàng, con mới là người phạm luật, xin người cho con đi cùng Hồ Điệp tiên tử ạ. Đương nhiên là ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi phải xuống trần gian đi tìm Hồ Điệp tiên tử và giúp nàng ấy vượt qua những thử thách. Mau đi đi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngươi tự bay đi tìm đi, ta sẽ không qua phép cho ngươi tới chỗ tiên nữ đầu thai đâu. Đó là hình phạt của ngươi. Thần tuân chỉ. Vậy là em theo dấu những chú bướm dưới trần gian đến đây tìm chị đó. Thật không thể tin được, nhưng chị nhỏ bé như vậy làm sao có thể giúp đất nước này tránh khỏi đao binh? Đã vậy chị còn có con nữa. Chị có con sao? Đâu em bé đâu rồi? Tội nghiệp cho cậu, chủ cậu bị thương sao? Ở đâu? Là anh chàng đó. Này anh gì ơi, anh ta xỉu rồi, mình làm gì đây chị? Điệp Nhi, em ở lại canh chừng, chị đi gọi cha mẹ. Bẩm công chúa. Nói đi. Dạ, công chúa đoán như thần, người mặc áo xanh đó chính là Tam Hoàng tử. Có người truy sát Tam Hoàng tử sao? Bọn thích khách chỉ đuổi đánh hoàng tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn Tam Hoàng tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bé mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của Tam Hoàng tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy, với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy Tam Hoàng tử, đất nước này
sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi, thần sẽ đi tìm hoàng tử về đây ngay. Chưa cần đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu. Sao lại khóc? Thấy người lạ cháu sợ hiền sao? Ân nhân lẽ nào không cho ta thấy mặt sao? Nàng có phải là cô bé ở Rẫy Dương một năm trước không? Đúng vậy, chính là tôi. Vì hình dạng nhỏ bé khó coi, sợ người nhìn thấy sẽ chê cười. Ta hứa sẽ không cười cợt, xúc phạm nàng. Hãy cho ta nhìn thấy mặt một lần thôi, để nói lời cảm ơn cứu mạng. Chỉ một lần thôi nha. Tôi không phải người bình thường. Nàng thật là xinh đẹp. Tôi... người đã thấy mặt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Khoan đã, nàng tên là gì? Tôi tên Út. Vậy tôi gọi nàng là nàng Út có được không? Đa tạ nàng Út đã cứu ta. Ta có thể làm gì để đáp ơn cho nàng đây? Các người bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để thích khách vào cung truy sát hoàng tử giữa ban ngày ban mặt. Lại còn biết bao nhiêu khách mời ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao? Thần đã không bảo vệ được hoàng tử, xin bệ hạ trị tội. Phụ hoàng, con nghĩ cũng không hẳn là tội của cận vệ đâu. Có thể là trong đám sứ thần, biết đâu có thích khách trà trộn. Cũng có thể như vậy. Nhưng ngày mai ta sẽ nói với các nước chư hầu thế nào. Còn công chúa Cẩm Tú của đại quốc nữa. Bây giờ cha chỉ lo nhất là con trai út của cha không biết như thế nào, có an toàn hay không. Không biết nàng ấy đâu rồi. Có phải mình đã mơ không ta? Một cậu bé thật đáng yêu. Sao, con muốn ra ngoài hả? Ừ, cũng được. Chúng ta đi tìm nàng Út ha. Tối qua em hé mắt ra thấy hết rồi. Chàng ta có vẻ thật lòng thích chị đó. Em không được ghẹo chị nha, chị sẽ giận đó. Nhưng chưa hết, em phải nói với chị điều này. Chàng ta chính là... Một mình nàng đã chăm sóc Rẫy Dưa này sao? Chứ sao, ngài thấy chị tôi giỏi không? Một chú bướm lại còn biết nói nữa nè. Sao, con cũng ngạc nhiên với chú bướm đáng yêu này có đúng không? Nàng Út thật khiến ta khâm phục. Ta thấy xấu hổ vì mình to đầu mà không được việc gì hết trơn á. Út à, cha mẹ đã về rồi đây. Cha, mẹ, cha mẹ đi chợ về sớm vậy à? Vì hôm nay ở chợ không ai buôn bán gì cả. Đúng vậy, ai cũng lo kháo nhau vì việc tam hoàng tử đã mất tích. Không phải mới mấy hôm trước nhà vua mở hội tuyển vợ cho tam hoàng tử sao? Vậy mà hôm nay tam hoàng tử biến mất, mọi người đồn đại nhiều lắm. Thì ra hoàng tử chạy trốn khỏi cung điện. Ngài hãy giải thích về chuyện này đi chứ. Ngài là tam hoàng tử sao? Nghênh đón tam hoàng tử, xin lỗi vì chúng tôi không biết nên đã thất lễ. Đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ. Mọi người cứ đứng lên đi, để con được tự nhiên.
mời cha mẹ, mời hoàng tử uống nước. Như vậy là hoàng tử đã bị truy sát nên mới bị thương, chứ không phải trốn việc tuyển vợ hay sao? Thực ra trong lòng con cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Sao lại không? Các công chúa chắc hẳn phải xinh đẹp giỏi giang lắm, chẳng lẽ họ chưa xứng với ngài sao? Ai cũng nghĩ hoàng tử lấy công chúa thì xứng đôi, nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là cuộc trao đổi đất đai và giao ước giữa các nước với nhau. Còn tôi chỉ mơ ước có một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, chăm sóc con cái, có được đứa con đáng yêu như dưa hấu đây nè. Có vẻ hoàng tử đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá. Vậy bà mau bế dưa hấu cho hoàng tử trở về cung đi, chàng ấy đã khỏe lại rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con... Công chúa của Liễu Quốc xin bái kiến. Công chúa của Sa Thủy Quốc xin bái kiến. Công chúa của Thi Pha Quốc xin bái kiến. Xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Mời các công chúa bình thân. Thưa bệ hạ, chúng thần đại diện quốc gia đến đây trước là để tham quan quý quốc, sau là theo lời mời của bệ hạ đến cầu thân cùng tam hoàng tử của quý quốc. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng thần thân gái vượt đường xa đến đây cầu thân, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy tam hoàng tử đâu. Các công chúa hãy khoan bất bình. Tam hoàng tử, ta rất tiếc phải thông báo là tam hoàng tử đã mất tích từ hôm qua. Mất tích? Hay là cố ý tránh mặt chúng tôi? Vậy là các ngài kêu chúng tôi đến đây là trò đùa thôi sao? Chúng tôi tuy từ những tiểu quốc nhỏ bé, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, không thể chịu mất mặt như vậy. Thưa các công chúa, chúng tôi không hề có ý xúc phạm các nàng, nhưng mà hoàng đệ của chúng tôi, nhất định chúng ta sẽ tìm được đệ ấy về và cho các nàng một câu trả lời vừa ý. Quý quốc nói như vậy là bao lâu? Chẳng lẽ tam hoàng tử mất tích nửa năm, chúng tôi phải ở đây nửa năm? Tam hoàng tử mất tích vài năm, chúng tôi phải ở đây vài năm sao? Tâu bệ hạ, đây có phải là hành động gây chiến hay không? Tâu phụ hoàng, hai người ban lệnh truy bắt tam đệ và trị tội, để các công nương đây hài lòng. Đó là hoàng đệ của con mà, con nói như vậy mà nghe được sao? Với lại nó bị bắt đi, chứ có lỗi gì đâu. Bẩm phụ hoàng, bọn họ không tin chúng ta. Thôi thì ta cứ giả vờ sẽ trị tội tam đệ như vậy, để cho họ bớt giận. Khi nào tìm được đệ ấy rồi hắn tính. Tâu bệ hạ, xin quý quốc cho chúng tôi câu trả lời trong thời hạn. Đúng vậy, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh cố hương nữa. Thần tin là tam hoàng tử đã gặp rắc rối. Công chúa Cẩm Tú là con gái út được cưng nhất của nhà vua Đại Quốc đó. Nghe nói cô ta không những tinh thông cầm kỳ thi họa mà văn võ cũng vào hàng thần đồng của Đại Quốc, có thể múa kiếm, bắn cung, cái nào cũng giỏi cả. Người như cô ta chỉ cần ngỏ lời là hoàng tử Dương Tôn xếp hàng, sao phải tới đây vậy? Công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc xin ra mắt bệ hạ. Công chúa Cẩm Tú miễn lễ. Nàng vừa nói vậy là sao? Tâu bệ hạ, hôm qua thấy một bọn người áo đen xông ra khỏi cung, thần đã cho người theo dõi và lượm được cái này. Đây đúng là ngọc bội của tam hoàng tử. Công chúa Đại Quốc đã nhặt được vật này, sao còn không cứu người? Đúng đó, hay cô chính là người bắt cóc? Cô đừng có nói hoàng xiên trên đại điện, không có phép tắc gì cả. Xin Cẩm Tú công chúa thứ lỗi. Ta không đôi co với kẻ nông cạn, nên nhớ đây vẫn là một cuộc hôn nhân, và tam hoàng tử có tự do lựa chọn. Còn nếu ta có quyền điều khiển thì ta đã không để quá nhiều cô gái đến đây rồi. Tâu bệ hạ, tha lỗi cho chúng thần. Thần tin vật này thuộc về người có xuất thân cao quý, nhưng vì là khách của quý quốc nên không dám tự tiện hành động. Công chúa nói phải. Vậy vật này công chúa nhặt được ở đâu? Xin dẫn đường để chúng tôi tìm tam hoàng tử. Tâu bệ hạ, chúng thần xin cử người cùng đi tìm tam hoàng tử cùng quý quốc luôn ạ. Thưa phụ hoàng, con thấy để cảm ơn các công chúa đây. Ai tìm được tam hoàng tử thì tam đệ sẽ lấy người đó.
Chuyện này... Thôi được, ta hứa công chúa nào tìm được tam hoàng tử trước thì ta sẽ tác hợp cho người ấy. Tạ ơn bệ hạ. Chị ơi, có cần phải làm vậy không? Nguy hiểm lắm. Em đừng lo, chị làm suốt ấy mà. Ôi, chị ơi, em đỡ được chị rồi. Chị ơi, em không đỡ nổi nữa. À! Hoàng tử đã đỡ tôi sao? Ta đang tìm nàng, nghe tiếng của Điệp Nhi cho nên ta chạy ra, may mà đỡ kịp hai người á. May quá, cảm ơn hoàng tử cứu mạng. Em sẽ để cho hai người một không gian riêng. Nàng đi đâu vậy? Nàng có sao không? Tôi không sao, tôi hái qua cho kịp. Kịp? Nàng định làm gì để ta giúp nàng? Hái hoa làm trà cho hoàng tử đem đi đó. Điệp Nhi. Thật vậy sao? Thì một món quà dân giả để tặng hoàng tử thôi. Ta thấy rất cảm động vì biết nàng cũng quan tâm tới ta. Có quan trọng gì đâu, ngày mai hoàng tử cũng phải về cung lấy vợ rồi, sau này chắc cũng không còn gặp nhau nữa. Bẩm các hoàng tử và công chúa, ở đây quả là có vết ẩu đả khá mới, có vết máu chứng tỏ là có người bị thương. Có thể tam hoàng tử vẫn còn sống và đang ở quanh đây thôi. Cũng được, chúng ta chia ra làm 5 nhóm tìm kiếm tam hoàng tử. Sáng mai chúng ta tập hợp ở đây. Nếu cứu được hoàng tử thì sẽ cùng nhau hộ tống hoàng tử về, có được không? Thưa hoàng tử, tôi hiểu ý của người, nhưng chúng ta sinh ra đều có thân phận và trách nhiệm riêng. Chúng tôi là người dân thì phải lo cày cấy trồng trọt. Người là hoàng tử thì phải bảo vệ đất nước. Bác nói phải, con không thể ở đây trốn tránh trách nhiệm lấy vợ của mình. À, đau. Hoàng tử, người có sao không? Có lẽ là vết thương của con chưa lành hẳn. Xin hai bác hãy niệm tình, cho con ở lại hết đêm nay. Ngày mai con sẽ lên đường. Thưa cha mẹ, thôi thì để hoàng tử ở lại thêm một ngày nữa đi ạ. Ngày mai rồi hẳn lên đường. Thôi được rồi, vậy phiền hoàng tử chịu khó bất tiện thêm một đêm nữa. Công chúa cẩn thận. Cứ bình tĩnh, nhìn kỹ hẳn động thủ, có thể là tam hoàng tử. Cũng có thể là bọn người tiểu quốc muốn lợi dụng cơ hội để hành thích. Công chúa Cẩm Tú xin đừng động thủ, chúng tôi muốn bàn bạc một chuyện. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Trước nay đã nghe đồn công chúa Cẩm Tú của đại quốc xinh đẹp, tài trí hơn người, quả thật không sai. Nhị hoàng tử quá khen. Cẩm Tú công chúa liệu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tôi tin là chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Hợp tác? Như thế nào? Công chúa đã biết hiện nay trong khu vực chỉ có hai nước chúng ta là mạnh nhất. Nếu chúng tôi có được liên minh với các tiểu quốc thì đại quốc các người sẽ mệt mỏi đó. Vậy hai vị hoàng tử muốn thế nào? Chúng tôi đương nhiên muốn tác hợp cuộc hôn nhân này cho nàng rồi. Chúng tôi cũng được biết nàng rất mến tam đệ của chúng tôi, nên chúng tôi đề nghị được giúp nàng trở thành em dâu của chúng tôi. Đa tạ hai vị hoàng huynh, nhưng điều kiện của hai vị là gì? Điều kiện rất đơn giản. Khi nàng lấy được tam đệ, nàng cắt một nửa đất của đại quốc làm quà hồi môn cho chúng tôi. Được, ta đồng ý. Nàng cũng không ngủ được sao? Sáng mai người phải đi rồi, không biết có bao giờ gặp lại hay không. Dù mới biết nhau không lâu, nhưng ta cảm thấy quen nàng từ rất nhiều năm trước, một cảm giác rất thân quen. Nếu phải rời xa nàng, ta thực sự rất nhớ. Tôi cũng vậy. Nếu phải xa hoàng tử, chắc tôi sẽ rất nhớ. Nếu nàng cũng yêu mến ta, ta sẽ xin cha mẹ nàng và phụ hoàng
để lấy nàng làm vợ. Không được đâu, tôi có con rồi. Tôi lại chẳng phải là công chúa, không thể giúp hoàng tử gì trị nước hay giữ hòa bình. Hoàng tử nên quên chuyện này đi thì hơn. Ta yêu quý dưa hấu như con mình vậy. Dù chỉ mới gặp, nhưng mẹ con nàng đã làm ta thấy hạnh phúc như đã gặp và bên nhau từ lâu lắm rồi. Cả đời này ta chẳng thể yêu ai khác ngoài nàng. Kìa chị, cha con nhận nhau, gia đình đoàn tụ thì không nên ngần ngại làm gì nữa. Sao có thể như vậy được? Chị và Tam Hoàng Tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Tôi đã giải thích chuyện này cho Tam Hoàng Tử rồi. Hai người đã được sắp đặt nhân duyên từ trước. Dưa hấu chính là con của Tam Hoàng Tử. Sao có thể vậy được? Chị và Tam Hoàng Tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Dưa hấu chính là con của Tam Hoàng Tử. Sao có thể vậy được? Được chứ, vì chị là tiên nữ mà. Mối luân duyên này trời đã định nên mới có sự kỳ diệu như vậy xảy ra. Hoàng Tử và dưa hấu là cha con. Thật lòng từ năm ngoái, sau khi ăn dưa ở đây, con về cung mà trong lòng có dương vấn khôn nguôi. Đến hôm qua khi được nàng và hai bác đây cứu giúp, nhìn thấy nàng và dưa hấu, con cảm thấy yêu mến lạ thường. Mọi buồn phiền một năm qua của con đều được gỡ bỏ. Con sẽ không lấy ai khác ngoài nàng Út. Ta tin đây là con của ta. Đây thật sự là điều kỳ diệu. Ta tin vào định mệnh. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta, để chúng ta cùng nhau chăm sóc dưa hấu và thực hiện sứ mệnh của ta và nàng. Hoàng tử, lỡ như đức vua không đồng ý hoặc các nước khác mất lòng thì phải làm sao? Con sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ con nàng Út. Cha con tuy là người nghiêm khắc nhưng hiểu lý lẽ. Vua cha không muốn con là người bất nghĩa bỏ rơi vợ con đâu. Chuyện này thật là kỳ lạ quá. Nếu hoàng tử đã nói như vậy thì ý của con thế nào hả? Ta thấy hoàng tử cũng thật lòng với con và dưa hấu. Cha mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, nên nếu như con cũng có cảm tình với hoàng tử thì cha mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu các công nương kia mà biết được về mẹ con chị rồi không tha cho chị thì sao? Lỡ đến lúc đó nhà vua tức giận đuổi hoàng tử về làm thứ dân, đày hai người đi xa thì sao? Chị, thưa cha mẹ, thực lòng con yêu quý hoàng tử, con không đành nhìn chàng chịu khổ một mình, con sẽ đi với chàng. Cảm ơn nàng, hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bằng mọi giá. Cha mẹ chỉ mong hai con sống tốt, hòa thuận với nhau là được rồi. Đừng lo cho cha mẹ. Xin tạ ơn cha mẹ đã cứu con và chăm sóc cho mẹ con nàng Út. Khi mọi chuyện xong xuôi, con hứa sẽ đón cha mẹ vào cung để phụng dưỡng. Trong cung nhiều phép tắc, con phải cố gắng thích nghi. Nhưng nếu không được thì cứ về với cha mẹ nghe con. Dạ. Nàng đang lo lắng chuyện các công chúa sao? Ta nhất định không phụ nàng mà lấy họ đâu. Không phải, nếu vì hòa bình của đất nước, em sẽ về quê để chàng lấy người khác. Em chỉ sợ vì mẹ con em mà đức vua trách phạt chàng. Nàng yên tâm, ta yêu cả hai mẹ con, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cả hai. Nếu như cha có phạt thì chúng ta về làm thương dân như cha mẹ nàng, cùng nuôi dạy dưa hấu có được không? Tam hoàng tử, người đây rồi. Cần gì? Ngươi đi tìm ta đó sao? Đúng vậy, nhà vua rất lo cho người. Người có sao không vậy? Tam đệ, đệ đây rồi. Hoàng huynh, các huynh cũng đi tìm đệ hả? Ủa, Tam đệ, đệ đang bế con của ai vậy? Đây là con của đệ. Còn đây là thê tử của đệ.
Cái gì? Tâu bệ hạ, đây quả thật là một sự sỉ nhục cho các tiểu quốc của chúng thần. Đúng vậy, chúng thần là thân gái dạng dặm đến đây xin cầu thân, mà bây giờ lại thành trò cười cho khắp thiên hạ. Tam hoàng tử bị thích khách bắt đi, thật là bi ai. Hóa ra là đi tìm vợ và con về cung. Bẩm bệ hạ, nếu ngài không có câu trả lời thích đáng, làm hài lòng chúng tôi, thì xin nói chuyện cùng ngài trên chiến trường. Tam hoàng tử, con nói sao vậy? Ở đâu mà lại có đứa bé và cô gái kỳ lạ như vậy? Tự nhận là vợ con của con chứ. Tâu bệ hạ, một năm trước con đã tới vườn dưa của nhà nàng Út và có con với cô ấy. Hôm trước khi bị thích khách truy sát, con được nàng Út cứu sống mới biết được sự tình. Nay xin cha cho con được kết hôn với nàng, cho cha con nhận nhau, gia đình đoàn viên. Con... Bẩm bệ hạ lượng thứ, tự nhiên đứa bé khóc, chắc nó đói. Đứa bé này thật giống Tam hoàng tử. Vậy ra đây là buổi gặp gỡ gia đình đoàn tụ sao? Đại hội nhận gia quyến sao? Đủ rồi, chúng ta không cần đứng đây dư thừa nữa. Tâu bệ hạ, chúng thần không phục và cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nữa. Xin mời gặp lại trên chiến trường. Tâu bệ hạ, không chỉ có con với con, nàng Út còn cứu con khi bị thương trong rừng. Vậy xin phụ hoàng hãy thực hiện lời hứa cho con được lấy ân nhân của mình. Bẩm phụ hoàng, không thể được. Người chỉ hứa ban hôn cho công chúa nào cứu được Tam đệ, chứ không hứa cho bất cứ cô gái nào cứu được Tam đệ. Đúng vậy thưa phụ hoàng, vợ của hoàng tử dù gì cũng là con dâu hoàng gia, sao có thể bé xíu như vậy được. Tâu bệ hạ, theo như thần thấy, tình hình quý quốc đang hết sức bất lợi. Việc cô vợ từ trên trời rơi xuống này đã chọc giận các tiểu quốc, và họ sẽ liên minh đánh quý quốc trong nay mai. Đúng vậy thưa cha, theo con thì chúng ta chỉ có thể liên minh với đại quốc thì mới dẹp yên các tiểu quốc được ạ. Tâu bệ hạ, thần vốn ái mộ Tam hoàng tử từ lâu, nên thần có thể bỏ qua việc hôm nay. Chỉ cần thần trở thành vợ duy nhất của Tam hoàng tử thì đại quốc cam đoan sẽ thắt chặt giao hảo với quý quốc mãi mãi. Xin đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng tôi xin chỉ lấy nàng Út mà thôi. Ngươi! Xin bệ hạ hãy suy nghĩ về đề nghị của thần. Thần xin cáo lui. Thưa phụ hoàng, nếu Tam đệ đã khăng khăng lấy cô gái này thì cô ta phải chứng tỏ cho chúng ta thấy là cô ta xứng đáng. Các ngươi đã hứa với ta thế nào? Giờ giải quyết chuyện này sao đây? Công chúa bớt giận, chúng tôi đã đấu tranh tới cùng cho nàng, chúng tôi chỉ ủng hộ nàng làm em dâu. Chúng tôi đã nói với vua cha mở cuộc thi tài của vợ các hoàng tử, nếu như chiến thắng thì cô ta mới được công nhận. Cuộc thi à? Đúng rồi, đúng rồi. Vừa hấu, vừa hấu ngoan, ngủ đi nào. Dưa hấu chịu ngủ rồi sao chàng? Ta không ngờ chăm con nhỏ lại mệt như vậy. Sao chàng không để em ru con ngủ? Nàng đã cực khổ bấy lâu nay rồi, hãy để ta tập làm cha, sau này còn giúp đỡ nàng. Cảm ơn chàng. Mấy món ăn trong này có giúp gì cho nàng không? Không, những món này quá phức tạp và xa lạ với em. Nhưng cha chàng là vua, hẳn đã ăn tất cả những món ngon vật lạ trên đời. Em không biết nên nấu gì để dự thi nữa. Tự nhiên bày trò thi thố làm gì không biết, rõ ràng là để bắt nạt chị mà. Xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chịu ức hiếp như vậy. Không sao đâu,
chúng ta cùng nhau cố gắng là em hạnh phúc rồi. Nàng biết không, những món ăn cầu kỳ tuy ta đã từng ăn nhưng mà vẫn không bằng những món mà mẹ nàng đã mời ta. Thật sao? Em có ý này, hay là mình thử. Đây là tất cả những món ăn hàng đầu mà chàng tìm được sao? Ta thấy có nhiều món ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Tìm thêm đầu bếp về đây, thiếp sẽ thù mất thôi. Ai cho chàng xin mở cuộc thi ngu ngốc này vậy hả? Ây da. Nè, sao rồi? Người đâu? Phi cá đâu? Hải sâm đâu? Trứng cá tầm đâu? Những nguyên liệu tầm thường này mà cũng đem cho ta nấu à? Các ngươi muốn ta thua cuộc đúng không? Ta bảo người đi thăm dò Tam hoàng tử, thế nào rồi? Bẩm nhị hoàng tử, bên đó chỉ thấy đem vào bếp rất nhiều dưa hấu, cũng không biết là làm món gì nữa. Hóa ra cũng đâu có gì đặc biệt, mấy cái món quê mùa. Ê, trời ơi, hoàng tử của tôi, đức tài của ngài mất. Đưa tôi làm cho. Ây da, đức tài của tôi rồi. Ây da, đau quá. Được rồi, để ta làm cho. Đây đâu chỉ là việc nấu ăn, còn là việc ta giúp vợ ta, và ý nghĩa hơn nữa đó. Thêm một chút tình thương mến, chút ngọt ngào tình nghĩa gia đình. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Cuộc thi tài xin được bắt đầu. Xin mời dân món ăn. Thưa phụ hoàng, đây là món nem công chả phụng do vợ của con học từ đầu bếp trứ danh nhất cả nước làm ra. Mặn quá. Thưa phụ hoàng, vợ con vốn là người thích nấu ăn, xin cũng được trổ tài món canh di cá hải sâm trong biển, bổ dưỡng thanh mát. Được hơn đó, nhưng còn hơi nhạt. Thần thấy cũng ngon thưa bệ hạ. Tam hoàng tử, đây là món gì mà trông lạ quá vậy? Dạ, mời phụ hoàng ăn thử rồi con mới nói. Thanh mát, đủ vị, rất ngon. Cũng được thôi. Dám hỏi Tam hoàng tử, đây là món gì? Bẩm phụ hoàng và mọi người, đây là gỏi từ vỏ dưa hấu, rất thanh mát và lạ miệng. Để dám cho mọi người ăn vỏ dưa hả? Thật quá quắc mà. Hoàng huynh, cha đâu có nói là đồ ăn phải làm từ nguyên liệu gì. Đúng đúng, ta chỉ nói các con nấu một món ngon cho ta. Món gỏi của nàng Út tuy dân giả, nhưng có hương vị của quê hương, rất ngon. Ta tuyên bố nàng Út và Tam hoàng tử thắng phần thi đầu tiên.
cũng thường thôi. Công chúa không ăn nữa thì đưa cho thần, thần ăn chưa có đã. Ta đã quá xem thường con bé đó. Công chúa à, nhưng nó sẽ thua ở vòng 2 thôi. May áo bào cho nhà vua mà không được đo thì khác gì bó tay chịu trói. Ta vẫn không yên tâm. Con bé đó nhỏ như vậy có thể lẻn đi đo nhà vua. Người mau đưa chim ưng đi thăm dò và phá con bé đó cho ta. Đừng để nó dâng được áo lên đó. Tài huynh hết đó. Hết chuyện thi thố rồi hay sao mà lôi chuyện mấy lông bào ra đây làm chi? Vợ để làm sao mà mấy được? Vợ để cũng thi nấu ăn rồi đó thôi. Vợ ta cũng phải được trổ tài khâu giá chứ. Ai mà ngờ được cha không cho chúng ta đo thì lấy gì mà may đây? Đức vua giá lâm. Bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ, con mời ta ra đây hóng mát, có chuyện gì đây? Dạ, con mới mua được trà ngon nên mời cha và nhị đệ tới cùng thưởng thức. Bái kiến phụ hoàng. Hoàng Nhi, con có sao không? Dạ, phụ hoàng tha tội, con bị dấp ạ. À, thì ra là vậy. Các con mời ta ra đây để tìm cách lấy số đo từ ta về cho vợ các con mai lông bào, có đúng không? Các con lớn rồi mà còn bày trò gian lận. Ai? Ai đã bày ra trò này? Lát nữa ngươi hãy đi giải quyết con bướm đó cho ta. Đây là rộng vai, đây là chiều dài, đây là cổ. À, cái gì vậy? Cứu với, cứu với. Chim ưng nó đâu rồi? Cậu đuổi nó đi rồi sao? Ôi, mừng quá. Xém chút nữa thì chết rồi. Em cố công lấy số đo của nhà vua cho chị mà hỏng hết rồi. Thôi, em đừng buồn nữa. Đây là luật của cuộc thi nên mình cần nghiêm túc chấp hành. Ngày trước, chị may đồ cho cha mẹ chị, chị cũng đâu có đo. Cứ án chừng mà cũng chính xác đó. Thật hả chị? Chị giỏi quá. Phép thuật của em có hạn, chỉ có thể giúp chị một chút vậy thôi. Chàng nói phụ hoàng khoai động cỡ nào? Eo là bao nhiêu? Cỡ này nè. Nàng trừ đi ít nhiều thì được mà. Thiếp biết rồi. Thiếp sẽ may rộng một chút để cha thoải mái. Nhanh nhanh tay lên, thêu rộng chứ có phải thêu dung đâu. Tháo ra thêu lại. Ta nhớ là ta đo từ cổ tới chân là... Thiếp chỉ cần chàng ước chừng là có thể may được hoàn chỉnh. Chàng nói nhiều quá. Thiếp biết rồi. May đồ là sở trường của thiếp mà. Cảm ơn các con và công sức các con đã may áo lông bào cho ta. Nhưng áo của đại hoàng tử quá chật. Vậy mà nói là sở trường không cần số đo, chỉ cần ước lượng. Áo của nhị hoàng tử thì lại quá rộng. Chỉ có áo bào của tam hoàng tử và nàng út là vừa đẹp, rất hợp ý ta. Đường may cũng rất khéo và kỹ lưỡng. Tốt lắm. Qua hai cuộc thi vừa qua, nàng út đều thắng cả. Hơn nữa,
nàng út cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Ta rất hài lòng khi có người con dâu này. Tâu Phụ Hoàng, ngươi đừng quên về các tiểu quốc sắp tiến đánh chúng ta. Tâu Phụ Dương, tuy là nàng út kia có tài nấu nướng mấy giá hơn người, nhưng mà vợ của Tam Hoàng tử là thân phận như thế nào, ít nhất cũng phải có vẻ ngoài dễ coi cho xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ chứ ạ. Vậy còn muốn thế nào? Xin Phụ Hoàng cho thi thố sắc đẹp, để cho mọi người thiên hạ đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng, như vậy thì mới tâm phục khẩu phục được ạ. Bẩm bệ hạ, thần cho ý kiến của nhị hoàng tử rất phải. Phụ nữ phải có công, dung, ngôn, hạnh. Này, nàng út đã tỏ rõ tài khéo léo rồi. Nếu nàng ta có thể chinh phục được dung mạo và lời nói, thì thần đây có thua cũng xin tâm phục khẩu phục. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoàng tử, chàng đã về. Nàng út hát hay quá, tôi suýt thì ngủ quên mất. Sao chàng có vẻ không vui? Vừa hấu ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay con rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ cũng rất ngoan. Nè, em mới làm cái này để lăn lên vai rất là thoải mái, đúng không? Chàng thấy sao? Cảm ơn nàng, thoải mái lắm. Nàng không cần phải làm vậy đâu. Từ khi về với ta, nàng đã chịu nhiều vất vả, ta thấy có lỗi với nàng quá. Chàng đừng nói vậy, chúng ta đồng lòng mà. Em muốn là một người vợ chu đáo, bù lại cho chàng những thiệt thòi phải chịu khi lấy một người vợ như em. Không, nàng là người vợ tốt nhất của ta. Thời gian qua ta rất khâm phục nàng, dù có khó khăn cũng vẫn lạc quan không lùi bước. Có nàng và Dư Hấu ở bên, ta thấy được động viên và được bình yên hẳn. Vậy bây giờ cho em biết có chuyện gì được chưa? Nghe cận vệ báo là áo bào của chúng ta đã thắng rồi mà, sao chàng lại buồn? Hai hoàng huynh của ta đòi phải thi sắc đẹp nữa. Phụ hoàng đứng trước áp lực của Cẩm Tú và triều thần cũng phải đồng ý rồi. Ta không muốn nàng bị đem đi trêu ghẹo nên buồn bực trong lòng. Thật là bắt nạt người ta quá mà. Nếu chỉ còn là hồ điệp tiên tử trên thiên đình thì chẳng có sắc đẹp nào trên thế gian này bị kịp đâu. Thật sao? Đa tạ Cẩm Tú công chúa đã gây áp lực với phụ hoàng để nói giúp cho chúng tôi. Công chúa yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ nhận nàng làm em dâu. Chúng tôi tự tin cuộc thi sắc đẹp ngày mai không thể nào thua con bé đó được đâu. Chúng tôi hết sức giúp nàng, mong nàng hãy nhớ lời hứa với chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký giao kèo đi, giấy trắng mực đen vẫn hơn. Sao hả? Không dám ký với ta sao? Các huynh tin ta sẽ không làm trái với lời hứa của chúng ta thật sao? Được rồi, chúng tôi sẽ ký. Nhưng mà nàng phải giữ bí mật giao ước này đó. Đương nhiên. Hẹn đại tỷ ngày mai nha, nhớ đem hết trang sức ra nha tỷ. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Công chúa, người thật sự sẽ cắt nửa đại quốc do bọn tham lam bất tài đó sao? Ta đâu phải đồ ngốc. Tờ giao ước này là bằng chứng phản nghịch của bọn chúng, sẽ giúp ta loại bỏ bọn chúng sau khi kết hôn với Tam Hoàng tử. Vậy là chỉ còn chúng ta thống trị cả hai nước. Công chúa anh minh. Nhưng ta có linh cảm không hay vào ngày mai. Ngươi mau đi bắt cóc nàng út đem về đây cho ta. Sau đó bí mật trở về đại quốc, xin đem quân tấn công đến đây. Ngoại công nội kích, chúng ta thắng như trở bàn tay. Công chúa, thần chưa hiểu. Chỉ là để đề phòng thôi. Ngươi âm thầm dẫn binh đến mai phục, đợi tin của ta. Thần tuân chỉ. Nàng lại lo chuyện ngày mai sao? Dạ, em lo lắng lắm. Mai dù em thắng hay thua thì công chúa Cẩm Tú cũng sẽ kiếm cớ đánh vào nước ta. Tất cả sẽ là lỗi ở em. Sứ mệnh của chúng ta thật lớn lao. Em thấy quá sức của em và chàng. Hay là
chàng chấp nhận. Ta chỉ chấp nhận làm chồng của nàng, làm cha của Dư Hấu và bảo vệ đất nước này. Ngoài ra, ta không chấp nhận khuất phục những kẻ xấu xa ngoài kia. Chúng ta là người đứng về lẽ phải, nhất định chúng ta sẽ thắng. Nếu vậy, mẹ con em quyết đi cùng chàng. Để ta dỗ con cho. Dư Hấu của cha, sao lại khóc rồi con? Cầu xin trời đất hiển linh, xin cho con biết ngày mai con phải làm thế nào đây. Cứu với! Hoàng tử, cứu em! Nó thấy rồi, chính là con chim ưng hôm trước đã tấn công tôi. Trời ơi, nàng Út bị bắt đi rồi. Hả? Không hay rồi hoàng tử ơi. Con chim ưng đó hình như là của Cẩm Tú công chúa. Bẩm công chúa, mọi việc đã xong. Đừng trách ta, trên đời này chỉ có Tam hoàng tử mới xứng với Cẩm Tú ta. Cũng chỉ có ta mới đem lại quà bình thịnh vượng cho hai nước mà thôi. Người hãy lui đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Người canh chừng chiếc hộp này, bất cứ ai ngoài ta lại gần hoặc chui ra từ chiếc hộp đều tùy ý hạ sát. Hoàng tử, tôi không thấy nàng Út, nhưng có thấy con chim ưng đang canh giữ một cái làm phủ khăn đỏ. Có thể chúng đang giam giữ chị tôi trong đó. Cô ta không hề ra khỏi phòng, làm sao chúng ta cứu nàng ấy ra được? Thằng đã dò hỏi biết được tên cận vệ của công chúa Cẩm Tú đã xuất cung từ đêm qua, đi đâu không rõ, vẫn chưa trở về nữa. Như vậy ta phải dụ Cẩm Tú ra ngoài. Mọi người hãy cố gắng cứu nàng Út, đưa đến đại điện để dự thi cho kịp nha. Thần tuân chỉ. Xin chào công chúa Cẩm Tú, có thể mời nàng đi dạo cùng ta một lát trước khi lên đại điện không? Chào Tam hoàng tử, thật hân hạnh được hoàng tử mời. Đương nhiên là ta đồng ý. Sắp đến giờ cuộc thi sắc đẹp diễn ra, sao hoàng tử lại có thời gian rảnh rỗi đến gặp ta vậy? Trước là ta muốn đến hỏi thăm công chúa, vì từ khi nàng đến ta vẫn chưa chào hỏi. Còn việc thứ hai là gì? Xin nàng hãy lui binh về đại quốc, ta không thể cưới nàng được, ta chỉ lấy nàng Út thôi. Tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ, nhưng chàng có nghĩ đến số phận của quốc gia không? Có trộm, có trộm, trong phòng công chúa có trộm, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Ta sẵn sàng ra trận để bảo vệ quốc gia, và ta cũng phải bảo vệ gia đình bé nhỏ của ta. Thật tiếc, ta và chàng đều là hai người tài hoa và yêu nước. Ta rất mến mộ chàng. Nếu chúng ta kết hợp với nhau, thì hai nước sẽ mạnh chưa từng thấy. Đáng đời nhà ngươi, năm lần bảy lượt muốn ăn thịt ta. Cái gì đây? Ta không tham vọng như nàng. Ta nghĩ nàng có những kế hoạch lớn hơn, ngoài việc đi cầu thân với ta. Nếu chàng nghĩ vậy, chúng ta không còn gì để nói, gặp nhau trên đại điện. Không biết bọn họ đã cứu được nàng Út chưa? Phần thi thứ ba xin được phép bắt đầu. Xin mời phu nhân của đại hoàng tử. Xin mời phu nhân của nhị hoàng tử. Và xin mời nàng Út. Rõ ràng là tới phần thi của nàng Út rồi chứ mà. Út đâu thấy vậy? Không lẽ cô ta bỏ cuộc rồi sao? Nhâm thì không lại rồi bỏ cuộc chứ gì. Sự ghét ảo quá. Cảm ơn tiểu lương. Trời đất ơi, đẹp quá trời đẹp luôn hả? Cô kìa, cô kìa.
Sao vậy? Có chuyện gì? Trời đất ơi, có thấy trong đời luôn đó nghe. Cô kìa. Thôi đi tiến tử. Này U. Người dám mưu sát vợ ta thì sao? Thưa bệ hạ, con là nàng Út, đã được trời thương ban cho hình hài như trước, xin ra mắt bệ hạ và mọi người. Ta miễn lễ, tạ ơn trời đất đã ban cho ta người con dâu Út vừa khéo léo nữ công vừa xinh đẹp như vậy. Ta tuyên bố nàng Út thắng cuộc. Nàng là nàng Út đó sao? Tâu bệ hạ, quân của các tiểu quốc và quân của các đại quốc đang tiến về kinh thành của chúng ta rất đông. Cái gì? Chính là ngươi. Đúng vậy, nếu ta không có được vàng thì không ai có được hết. Hoàng tử, cẩn thận. Sao mà tiếng đàn nghe hay dữ vậy nè. Trời, tôi nhớ nhà quá. Nhớ cha nhớ mẹ quá. Tại sao lại đi xâm lược nước khác? Tôi muốn về nhà. Là lỗi của ta. Ta đã sai rồi. Ta không nên ép buộc mọi người để thực hiện mộng bá chủ, gây thù hận lẫn chiến tranh. Ta nhớ cha ta quá. Công chúa Cẩm Tú, ta biết cô cũng chỉ vì quốc gia của mình. Ta không trách tội cô đâu. Cô biết lỗi rồi thì hãy cho lui binh, vì hòa bình ấm no của dân chúng cả hai nước. Tạ ơn bệ hạ tha thứ cho những hành động cao ngạo của thần. Thời gian qua, được quý quốc đãi ngộ rất nồng hậu, thể hiện hòa khí. Thần xin hứa sẽ tâu với phụ hoàng, thắt chặt giao hảo của hai nước hơn nữa. Cảm tạ công chúa. Tâu bệ hạ, thần còn một chuyện cần tấu. Hả? Cái gì đấy? Thực ra thần lún sâu vào tham vọng thôn tính quý quốc là do hai anh trai của tam hoàng tử đã hứa với thần sẽ cùng thần chia lại giang sơn nếu thần kết hôn với tam hoàng tử. Cái gì? Cô nói dối, làm gì có chuyện đó. Tâu bệ hạ, thần có bằng chứng cho thấy lời của công chúa Cẩm Tú là đúng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các con giải thích sao đây hả? Dạ, dạ xin phụ hoàng tha cho chúng con. Chúng con lỡ dại tham lam. Chúng con lỡ dại tham lam thưa phụ hoàng. Các con, đây là làm phản, âm mưu hại ta, ép em trai của các con đó. Dạ, chúng con biết tội. Thưa phụ hoàng, xin cha tha thứ cho hai hoàng huynh. Con tin là họ chỉ nhất thời nghĩ không thông. Dù gì cũng là người trong nhà, xin cha hãy nể tình hai anh em trước nay cũng hiếu thảo mà nương tay. Cũng nhờ những lúc hoạn nạn, con mới tìm thấy được định mệnh của đời mình, gặp gỡ và nên duyên cùng nàng Út. Trải qua muôn vàn thử thách,
mới có được sự yên bình, hạnh phúc như hôm nay. Được rồi, ta tuyên bố nàng Út vừa có tài, vừa có đức. Không quản gian khổ và thử thách, chứng tỏ mình xứng đáng với Tam Hoàng Tử. Ta phong cho Tam Hoàng Tử làm thái tử, sẽ là người kế vị ta. Còn nàng Út làm thái tử phi. Còn đối với Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử, ta phế làm thứ dân, đi khỏi kinh thành, không bao giờ được tham gia triều chính nữa. Tạ ơn phụ hoàng. Tạ ơn bệ hạ. Thế là quân giặc của các nước chư hầu rút binh, các anh trai của hoàng tử phải rời khỏi kinh thành, còn gia đình hoàng tử và nàng Út sống hạnh phúc bên nhau, hưởng cảnh thái bình cùng đất nước. Ngày xưa, các loại cây cối cũng có các vị thần tiên bảo hộ, và thần tiên cũng phải học hành, thi cử để trở thành tiên trưởng thành. Tiên Gạo là một trong số những tiên nhí đang trong giai đoạn đó, nhưng cô lại rất nghịch ngợm và ham chơi. Thôi mà, em mới chơi thua có 10 gián thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Thôi, thế lần này ta tìm cho em trốn nhé. Năm, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ta đi tìm đây. Ai bảo ta có phép làm chi? Tên kia, ngươi dám phá ruộng lúa của nhà ta. Ai? Ta hả? Phá lúa nhà cô? Ta không có. Ruộng lúa nhà ta đang chín vàng, chuẩn bị gặt, sao thành ra xanh ngắt rồi? Cô giở trò gì? Mau khai ra. Ta thật ra cô là con gái nhà ai? Sao lại phá ruộng lúa của mẹ con ta? Cô biết chúng ta phải khó nhọc làm lụng thế nào không hả? Đương nhiên là ta biết. Ta đây là tiên gạo, chuyên bảo hộ. Tiên gạo này, tiên phá phách thì có. Cô! Chứ gì nữa, tiên thì phải vừa đẹp, vừa dịu dàng như cô Tắm, và phải giúp đỡ mọi người nữa chứ. Có đâu mà lấy phép bắt nạt người như cô. Cô dám cốc đầu ta, ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Thế nào, ta đã biến đám mạ thành thóc hết rồi. Mẹ ơi, có bọn quỷ lấy hết lúa nhà mình rồi. Dám cốc đầu ta hả? Ai lại dám cốc ta nữa thế? Sư phụ, sao sư phụ đánh con? Còn đó, học hành thì chưa xong, giờ lại có thói bắt nạt con người. Sư phụ, cô ta dám xúc phạm con. Còn hết chuyện nghịch ngợm rồi phải không? Dám làm phép lung tung, đừng nói nhiều nữa. Hôm nay còn bị cấm túc, ngồi trong hạt gạo này, hãy suy nghĩ về việc mình đã làm đi. Có ai đâu. Vừa mới đây mà. Một con bé với một con mèo, bốn tay lúa biến mất. Chắc là sáng sớm ra đồng con vẫn đang buồn ngủ chứ gì. Thôi, con đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi làm với mẹ. Con thật là, ta bảo con thiền định suy nghĩ về việc mình đã làm, mà con lại ngủ làm sao? Con xin lỗi sư phụ, tại hôm qua con thức khuya học bài. Vậy sao? Vậy nói cho ta biết, muốn giúp đỡ con người,
thì phải qua các bước nào? Dạ, giúp người thì là... Thưa sư phụ, giúp người trước hết phải thử thách sự nhân từ, rồi thử thách sự kiên nhẫn, và cuối cùng là thử thách ý chí của người đó, sau cùng mới là ban phước lành. Còn con luyện phép? Được, vậy con làm phép ngay cho ta. Hôm nay về nhà chép phạt 5 cuộn giấy, đọc hết một chương sách về thưởng phạt nhân sinh. Lần sau tóm tắt cho ta nghe. Làm gì mạnh hơn tí xíu đi. Phép này làm sao thành tiên được? Nói gì tới việc thi tiên trưởng thành? Hay là thi làm tiểu đồng đi. Đúng rồi, tiên gạo làm tiểu đồng gạo đi. Nói nữa ta sẽ hút các người vào đây. Ta cũng đâu cố ý ngủ gật đâu. Nhưng mà không hiểu sao, cứ ở trong lớp là tao buồn ngủ à. Còn ra khỏi lớp là mắt ta lại mở thao láo nè. Ui da. Ui da. Ông ơi, ông bị làm sao thế? Tôi đói. Đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Ông ta thật khốn khổ. Sư phụ nói giúp người thế nào nhỉ? Hay à, ta không thể nhớ sư phụ dạy cái gì nữa. Ta phải giúp ông ta trước. Đây, ông mau ăn đi. Sao ông lại ra nông nổi này? Cô bé tốt bụng ơi, ta sống nghèo khổ, đến nhà cửa cũng không có, đành phải đi ăn xin kiếm bữa qua ngày. 2 ngày nay không xin được gì, đành phải chịu đói. May mà có cô cứu tôi. Thật là đáng thương. Sao ông không cất nhà rồi để dành tiền mà mua ruộng đất canh tác? Đâu có dễ như vậy. Mọi thứ đều rất đắt đỏ. Cô bé xinh xắn tốt bụng ơi, có thể cho tôi một chút thức ăn hay vài hào lẻ thôi cũng được. Đây là thóc thần, ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Đây, ông hãy cầm lấy. Quả là thần tiên pháp lực phi phàm, lại còn tốt bụng thiện lương. Xin cảm tạ. Ông không cần làm vậy đâu, giúp người hoạn nạn là nhiệm vụ của ta mà. Ta phải đi đây. Thật là, ta đóng giả hay đến mức thần tiên cũng bị lừa luôn. Mẹ ơi, gạo nhà mình sắp hết rồi, còn lúa thì lại mất mùa. Phải làm sao đây hả mẹ? Con đừng quá lo lắng, rồi từ từ chúng ta sẽ tìm cách. Còn có mẹ đây mà. Này, bác có làm sao không? Tôi đói. Đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Đây, bác hãy ăn tạm một chút cơm nắm lót dạ đi. Đây, bác uống thêm chút nước nữa. Trời nắng quá mà bác đang ốm thế này. Hay là để mẹ con tôi dìu về nhà nhé. Chà, phiền hai mẹ con quá. Tôi ăn rồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Không sao đâu bác. Bác sống ở đâu? Bác ơi, nước thì cháu hết rồi, nhưng cháu còn mấy nắm cơm đây.
cầm lấy ăn đỡ đi ạ. Xin đa tạ hai mẹ con tốt bụng. Đa tạ hai mẹ con. Bác đừng làm vậy. Thôi, cháu với mẹ phải về đây. Một, hai, ba, bốn, nắm cơm. Ăn về thì được một tuần luôn. Thốc thần, liệu có đáng tin không nhỉ? Ta thử về gieo xem sao. Trời ơi, chép thạc dài quá. Sư phụ ơi, con gãy tay mất. Mèo con à, sáng nay em thấy ta giúp gã kia trông có oai không? Xem ta làm có giống trong sách không? Đọc sách buồn ngủ quá. Thôi, ta đi ngủ luôn cho xong, để mai tính tiếp. Đây là thóc thần, ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Ăn xin mấy năm trời, chỉ để giành được từng này, ta đã tính đi tính lại. Với số thóc thần này, thì ta chỉ trong một tuần sẽ có một hang đầy thóc. Nhưng ông không được tưới hoặc ngâm nước, chỉ cần chạm nước, thóc này sẽ mất hết phép, trở thành thóc thường mà thôi. Suýt nữa thì ướt hết hạt giống thần rồi. Ê, nếu ta bán thóc thần, thì mọi người cũng sẽ có thóc thần thì sao? Nói ông biết, sắp tới trời sẽ hạn hán nặng lắm. Ông hãy đi báo cho mọi người để trữ sẵn lúa mà ăn. Ta sẽ tiếp tục xin ăn và tích trữ thật nhiều thóc gạo. Rồi ta sẽ ngâm thóc qua nước trước khi bán. Như vậy thì sẽ chỉ có mình ta có thóc thần. Khi hạn hán đến thì biết đâu đó lại là cơ hội của ta. Một thời gian sau, hạn hán đến đúng như lời tiên gạo đã nói. Thời tiết khô hạn, đất đai nứt nẻ. Mọi người đều đã hết thóc gạo dự trữ. Ai nấy đều thiếu lương thực và thiếu nước trầm trọng. Nguy quá, đến nay mà trời vẫn chưa mưa, cây cối không mọc nổi, mà lương thực lại đang cạn dần. Có lẽ năm nay hạn hán to rồi, chúng ta phải tiết kiệm nước và thức ăn, không thì chẳng còn gì. Con bê khéo, coi chừng đổ nha. Con biết rồi mẹ. Đường đến lớp thật đẹp, la 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 la. Ê, con bé sen hại ta bị phạt. Ta phải trêu nó mới được. Để yên coi, ta chỉ trêu nó một lát thôi. Con có sao không? Mẹ, con xin lỗi. Con không có ý. Nước đổ hết rồi. Thôi, lỡ rồi con. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Sao lại chạy nhanh quá vậy? Con xin lỗi. Tự nhiên con bị thổi bay lên trời. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Sen, cháu lấy nước nhà bác mà dùng. Mau nấu cho mẹ ít cháo đi. Dạ, cảm ơn bác. Ta đâu có ngờ. Ta đã làm người tốt rồi. Tôi chết rồi, ta trễ học rồi, mau đi. Giúp đỡ con người là quan trọng, nhưng thử thách con người cũng quan trọng không kém. Phải để con người biểu hiện rằng họ có tấm lòng xứng đáng với sự giúp đỡ từ chúng ta, rằng chúng ta đã giúp đúng người.
các con nghĩ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học. Dạ sư phụ, chúng con chào sư phụ. Con là một học trò thông minh, ta đã kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng con đã làm ta thực sự thất vọng. Sư phụ, con... Ta biết con không cố ý, nhưng sự thật là con chưa để tâm đến tầm quan trọng của công việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta có phép thuật là để bảo vệ cây cối, là để cứu giúp con người, chứ không phải để khoe khoang hay biểu diễn thì thô. Con có hiểu không? Dạ sư phụ, con xin lỗi thầy. Con hứa sẽ không làm thầy buồn nữa đâu. Thôi được rồi, con về đi. Thưa sư phụ, con cho con hỏi một điều này. Lúc nãy sư phụ nói phải thử thách con người trước khi giúp, vậy thầy cho con ví dụ được không? Con ngồi xuống, kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào. Dạ, để con kể sư phụ nghe. Bơ người ta, cứu tôi. Cháu đỡ được bà rồi. Bà có bị thương ở đâu không bà? Đói quá, tôi đói quá. Bà chờ cháu chút xíu nha bà. Bà ơi, bà ăn đỡ nấm nướng đi ạ. À, còn măng sắp chín rồi. Cảm ơn cháu. Không có cháu chắc ta sẽ chết đói trong rừng mất rồi. Không có gì đâu bà, mẹ cháu đã dạy phải giúp đỡ người gặp nạn. May mà cháu mới hái được ít măng và nấm. Vậy cháu nướng măng và nấm hết cho bà thế này thì cháu còn gì để ăn? Cháu, bà đừng lo, bà cứ ăn no đi rồi cháu đỡ bà xuống núi. Lát nữa cháu đi kiếm thêm một ít rau rừng nữa cũng được. Nhà chỉ có hai mẹ con nên không ăn nhiều. Cháu thật tốt quá, ta không biết lấy gì để trả ơn cháu. Bà khỏe lại là cháu vui rồi. Bà đừng... Ủa? Bà ơi bà! Bà đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Trời! Thóc nhiều thế này, lại toàn là thóc tốt. Sao lại? Có thể là vật phòng thân của bà lão. Ta đem về cất để gặp bà rồi trả lại. Sư phụ, liệu cô bé đó có biết lấy gạo đó mà ăn không ạ? Rồi con sẽ biết. Con về rồi đó à? Dạ mẹ. Mẹ ơi, con lên rừng hái được một ít rau nè. Lát nữa con nấu cho mẹ ăn đỡ nha. Mẹ thấy sao rồi mẹ? Cũng mệt, nhưng mà đỡ rồi con à. Con đừng lo cho mẹ. Con mau ăn uống chút gì đi, sáng giờ chỉ lo cho mẹ. Mẹ con cái sen có nhà không? Con chào bác ạ. Bác sang chơi ạ? Nhà có ít cháo với củ khoai, đem chia cho nhà chị một ít đó mà. Bác tốt quá, mẹ con cháu xin cảm ơn bác. Nghe nói bác đã hết gạo từ hôm qua, sao không để ở nhà mà dùng, lại cho mẹ con tôi thế này? Nhà chị đừng lo, tôi đang đi làm ở nhà gã tị, tiền công trả bằng đấu gạo nên chúng tôi cũng cầm cự được. Thật sao bác? Ông tỷ ấy có bán gạo không? Nhà còn chút tiền may ra. 5 đồng một cân. Trời, sao mắc quá vậy? Ai mà mua nổi? Ta đã già từng tuổi này, mới thấy hạn hán ghê gớm như lần này. May ra được thần tiên cứu giúp thì chúng ta mới thoát. Cùng bác được không? Hay để mai mẹ bớt bệnh rồi đi làm,
con đi một mình sao được? Không được đâu, thầy Lan nói bệnh của mẹ phải vài ngày nữa mới khỏi, mà tiền thì không còn nhiều. Mẹ cứ để con đi coi sao, con làm việc gì cũng được. Thôi cũng được chị à, cứ để con bé đi xem có việc gì cho nó không. Đi cùng với tôi sẽ xem chừng và giúp đỡ cháu nó. Dân, thì mẹ con tôi nhờ bác vậy. Mình sẽ đi làm và lãnh gạo về cho mẹ. Vậy thì cái ống này cất đi để trả cho bà lão. Mẹ đã dạy mình không được lấy cái không phải của mình mà. Từ từ thôi, khéo đứt rễ mất. Xong, thêm một cái cây nữa được an toàn. Em cười cái gì? Ta có trách nhiệm bảo vệ cây cối các loại giữa cơn hạn hán này. Cứu được cây nào hay cây đó, chứ đâu riêng gì cây lúa. Ta thấy thật tự hào. Hôm nay ta đã nhờ gã ăn xin đi báo tin hạn hán cho mọi người. Thế là không có ai chết đói. Còn giờ ta chỉ việc cứu các cây non thôi. Nè, mọi người có biết không? Gã tỷ ấy trước chỉ là ăn xin thôi, không biết tích trữ ở đâu được lắm gạo bán với giá cắt cổ nên mới giàu vậy đó. Chưa đâu, giá mỗi ngày một tăng nữa. Nhờ vậy mà hắn tậu được biết bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa trong vòng có một tháng à. Sao đang lúc thiên tai mà không thương xót giúp đỡ đồng bào, lại ra giá trên trời như vậy? Năm nay hạn hán quá nặng, không biết chúng ta có thể cầm cự được bao lâu nữa. Sao lại có kẻ đầu cơ trục lợi trên nỗi khổ của người khác như vậy được? Chúng ta mau theo họ xem. Bán cho tôi một cân. Tội trước, tôi mua một cân. Xếp hàng vào, không chen lấn. Giá mới hôm nay là 8 đồng một cân. Nè, cũng mua vừa bán thôi. Ai muốn mua thì mua, tôi đâu có bắt buộc. Ê, làm ăn trên nỗi khổ của người ta như vậy đó. Hình như đây là gã ăn xin ta cứu lúc trước đây mà. Mấy người đến gặt lúa phải không? Dạ đúng rồi. Ừ, đi gặt lúa mà sao đem theo con nít vậy? Hả, ông không nhớ cháu sao? Lúc trước cháu và mẹ từng cho ông cơm nắm lúc ông bị xỉu đó. Con bé này, ai mà biết mày? Đừng thấy sang bắt hoàng làm họ nha. Nếu đến đây để ăn dạ thì mau xéo đi kẻo tao báo quan đó. Thưa ông, cháu nó còn nhỏ, xin ông tha cho. Xin ông xem có việc gì cho con bé làm với. Nhà nó thì nghèo, mẹ nó lại đang bệnh. Nói thế còn tạm nghe được, nhưng ở đây đủ người cả rồi, chỉ có công việc cắt lúa thôi. Thưa ông, việc đó so với sức con bé thì nặng quá. Làm thì làm, không thì về. Đừng lôi thôi. Nên nhớ, còn có rất nhiều người đang chờ công việc này mà không được đó. Ở đâu ra mà xử tệ với người ta như thế? Ta quả đã làm khi giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ê, ai vừa cốc đầu ta? Ta mà biết kẻ nào thì... Các ngươi im hết cho ta. Ta trừ tiền công các ngươi. Các ngươi hùa nhau sỉ nhục ta có phải không? Dạ, có. Dạ, chúng tôi đi gặt lúa đây ạ. Dạ. Con nhỏ kia, chính mi làm cho ta bẻ mặt. Hôm nay riêng nhà ngươi bị trừ nửa tiền công. Cháu có làm gì đâu, xin ông đừng trừ công của cháu. Ông hãy suy nghĩ lại, nó còn nhỏ, mẹ nó lại đang bệnh. Ai nó giúp nó?
sẽ chia nửa tiền công với nó luôn. Thôi đi cháu, đôi co với ông ta mình chỉ thiệt thôi. Đúng vậy, cái thứ gì bất nhân quá vậy, con nít mà cũng bắt nạt được. Đúng là vô lý, quá vô lý mà. Ta sẽ cho hắn một bài học. Đau. Sư phụ, người làm gì vậy? Đau con. Con đó, lại làm cái gì vậy? Hết chuyện làm rồi, đi phá phách chọc ghẹo người khác. Con đang trừng phạt hắn. Hắn ỷ có thóc thần rồi nâng giá vô tội dạ, còn ức hiếp mọi người. Vậy hắn có thóc thần là do đâu? Vì sao hắn biết có hàng hắn mà tích trữ rồi bán với giá cao được? Con dạ, là con nói cho hắn biết là con đã đưa thóc thần cho hắn. Con đã làm. Con đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành đến nơi đến chốn chưa? Bây giờ thành ra lại giúp lầm kẻ xấu, nên con đang trừng phạt hắn. Vậy con được gì ngoài một trận cười? Còn cô bé kia thì lại bị phạt oan uổng. Từ giờ ta sẽ thu lại phép thuật của con. Sư phụ, không! Một trận lụt sắp tới, con phải làm sao cứu được mọi người ở làng này trong thân phận người thường. Xong việc, ta sẽ trả lại phép thuật cho con. Sư phụ, con biết lỗi rồi, đừng bỏ con mà sư phụ ơi. Con đừng có buồn nữa. Mẹ đã nghe bác hàng xóm kể hết việc ở nhà gã tị rồi. Nhưng đáng ra con phải được nhiều gạo hơn cho mẹ. Mẹ con mình có thể ăn cơm. Tự nhiên bị bắt vì tội mình không làm. Gã ta đã muốn bắt bí con thì dù con có làm gì cũng không thoát được đâu. Miễn là con biết con trong sạch là được. Mẹ thì thấy rất vui vì con nay đã lớn rồi, biết đi làm giúp mẹ. Ăn cháo này vào mẹ thấy khỏe hẳn ra. Tôi bị phạt mất hết phép rồi nè. Ai bảo cô chọc gã nhà giàu làm chi? Còn cô, đến đó làm gì? Tôi đã cho cô ống thóc rồi đó thôi. Ống thóc? Chả lẽ cô là bà lão trên rừng? Chứ còn ai nữa? Cô không nói là cho thì ai mà dám ăn chứ? Có phải là đồ của tôi đâu? Cô không ăn? Đương nhiên là không ăn rồi. Tôi nghĩ là đồ của bà cụ đánh rơi. Tôi còn định tìm bà ấy để trả. Ai mà biết, do tiểu quỷ như cô quá phép cho. Đúng vậy. Là tôi hại cô. Tôi để giúp đỡ sai người. Tôi sẽ không thể trở thành tiên trưởng thành được nữa. Thôi đừng khóc nữa, nín đi, mau vào nhà tôi một lát đi. Thì ra bạn là tiên thật, lại còn bị lấy hết phép. Và bạn tính sao? Sư phụ nói, trong trận lụt sắp tới, nếu tôi có thể cứu hết mọi người mà không dùng phép thuật thì sẽ trả lại phép cho tôi. Tôi chỉ mới làm tiên có 500 năm mà chưa được thi làm tiên trưởng thành, đã mất hết phép. Nếu không trở lại được, tôi biết sống sao đây? Dù chúng ta đã hiểu lầm nhau, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bạn đã có ý giúp tôi. Liệu người ta có tin con nít như mình không? Ừ, tôi sẽ thuyết phục mẹ và bác hàng xóm. Nếu họ tin thì mọi người cũng sẽ tin thôi. Giờ ta phải thử mọi cách chứ biết sao. Bạn không cần đi làm nữa, cứ lấy ống thóc của tôi mà dùng. Hết nó lại đầy, bạn không cần lo đâu. Hôm sau,
Sen đem chuyện của Thiên Gạo nói với mẹ. Hai cô bé cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ và bác hàng xóm tin là sắp có lũ lụt lớn. Làng mình đã đi hết chưa? Còn có ai nữa không? Còn tên Tị, hắn một mực đem theo tất cả của cải nên đến giờ vẫn chưa đi. Xin bạn hãy chăm sóc cho con mèo của tôi. Nếu gặp nhau thì tôi sẽ nhận lại. Chúng ta mau đi thôi, bạn ấy sẽ theo kịp thôi. Ông còn không mau chạy đi, rốt cuộc đến bây giờ thì mạng cũng không giữ được đó. Ngươi thì biết gì, trời còn nắng chang chang thế này, khi nào mới lục được? Ta không thể bỏ lại của cải được. Ta không muốn nghèo như trước nữa. Ông thật là tham lam, sao ta lại giúp ông kia chứ? Mẹ ơi, không biết Tiên Gạo có sao không? Trời bắt đầu mưa rồi mà bạn ấy vẫn chưa đến đây nữa. Bạn ấy phải cứu ông Tị nữa, chắc là đang lên núi rồi. Làm thế nào đây? Đường lên núi còn xa quá. Ta đã nói với ông là bỏ bớt những thứ không cần thiết rồi mà. Nhưng món nào ta cũng cần cả. Nước lụt đến bây giờ thì ông cũng mất cả thôi. Chạy mau, chạy mau đi. Chúng ta mau leo lên đó. Thất thần của ta. May mà có ống tre thần kỳ của Tiên Gạo mà chúng ta không lo sợ đói. Thực tội, không biết con bé đâu rồi, có cứu được giả tỷ đó không? May quá, nước lũ rút rồi. Bạn đây rồi, bạn có sao không? Tôi không sao, cảm ơn bạn đã chăm sóc con mèo của tôi nhé. Mọi người vẫn ổn chứ? Nhà có ống tre thần của bạn mà mọi người có đủ lương thực qua cơn lũ. Cảm ơn cháu đã giúp mọi người. Dạ, cháu thấy thật vui khi giúp được mọi người. Dù là từ nay cháu không còn phép nữa. Trời ơi, của cái của ta, thóc thần của ta mất hết rồi, nước cuốn đi hết rồi. Đáng đời lắm luôn á. Tham lam phải vậy mới được. Đáng đời dữ lắm. Ông ơi, ông đừng tiếc nữa, hãy lấy ít thóc của cháu mà trồng trọt. Hay là từ nay Tiên Gạo hãy ở cùng với Sen, ông Tị hãy ở lại làng, mọi hiểu lầm bỏ qua, mọi người cùng sống với nhau vui vẻ. Tôi thật sự xấu hổ vì trước đây đã đối đãi không tốt với mọi người. Ông biết hối lỗi là tốt rồi, từ nay chúng ta là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là được mà. Sư phụ Tiên Gạo học trò của ta, con đã hoàn thành thử thách của ta. Thật sao sư phụ? Đa tạ sư phụ. Lần này con đã hiểu ra được nhiều điều. Con sẽ không làm điều dại dột để người buồn nữa đâu. Ta mừng là con đã hiểu. Kỳ này con có thể thi tiên trưởng thành được rồi đó. Thật hả sư phụ? Cảm ơn bạn. Nhờ bạn và mọi người đã giúp tôi trở lại thành tiên. Tôi cũng mừng cho bạn.